Một chương trình sự kiện mà anh Nguyễn tham gia thì sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng theo chân mình nhé. Chúng mình đang đi trên hành trình 20 km để tới với sự kiện. Tiếp tục một sự kiện nữa lại được diễn ra mọi người ạ. Nay Oanh được lời mời tham dự chương trình sinh nhật câu lạc bộ Mai Oanh của chị Maria Kiều Oanh, một người chị mà Oanh rất rất là yêu quý. Và vì sao mà Oanh yêu quý chị là bởi vì chị rất là xinh, xinh cái kiểu xinh công chúa ấy mọi người ạ. Hình ảnh Oanh Nguyễn cùng với các huấn luyện viên kim cương của mình, ô tác học trò kim cương của tôi, bây giờ các chị ý đang rất là thành công đấy. Đây là hình ảnh Oanh chụp chung với chị này. Và đây là những cái khung hình, những cái thước phim mà Oanh quay được khi mà tham dự chương trình. Một cái không khí rất là sôi động, rất sôi nổi. Rất là cảm ơn, cảm kích và rất là xúc động khi mà không nghĩ là hôm nay lại là được một buổi mà lại rất là nhiều bạn bè rất là bận công việc nhưng vẫn đến đây với Mai Oanh. Và Oanh Nguyễn Trang xin mời cô lên để nhận món quà. Khúc này là Oanh lên nhận quà từ chị Mai Oanh này. Cảm ơn chị đã rất là chỉn chu, chu đáo và yêu thương. Khúc này lạnh quá lên phải tranh thủ ôm phát. Cái thời tiết hôm đấy nó lạnh lắm ấy mọi người, lạnh kinh khủng ấy, gió mạnh đến mức cũng có thể bay cả người luôn ấy. Và anh Nguyễn xin chúc chị với cái trái tim yêu epic của mình sẽ lan tỏa nó tới với nhiều người hơn nữa. Và anh Nguyễn mong rằng sẽ luôn nhìn thấy cái sự thành công của chị hơn nữa. Vậy là chương trình đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn gặp lại tất cả các tình yêu trong video tiếp theo nha.